Xin kính chào các bạn. Rất hân hạnh được mang đến trận đấu này cho các bạn. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Và sau đây sẽ là quốc ca của Tây Ban Nha. Và sau đây sẽ là quốc ca của đội khách. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 1 đã được bắt đầu. Aspilicueta vẫn luôn là một chỗ dựa quan trọng không chỉ mặt tinh thần. Ở mùa giải năm nay thì Aspilicueta là một người tương đối đa năng và cơ động. Lỗi rồi. Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng. Morata, Llorente, tiếp điểm. Những gì diễn ra đúng với ý đồ, đúng như những gì quan tính, đúng như những gì mong muốn. Có khoảng trống, có đất diễn, có những bước chân di chuyển, nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm. Torres, tốc độ rất tốt. Họ thường gọi anh là một lá chắn thép, có vẻ là thế thật. Cavan, Petri, Torres, Aspilicueta, Asensio. Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh. Đường chuyền. Pha phối và trung dọc. Cả đội đang lui dần về để bảo đảm an toàn cho khung thành. Đội tấn công này sẽ vô cùng nguy hiểm. Rất thoáng. Marco Asensio, Petri, Cavan,
Quý vị đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp. Morata rất bình tĩnh. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Giữ bóng rất khôn khéo. Torres. Cavan. Petri. Rất tốt. Đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Đường truyền về cho thủ môn. Nguy hiểm. Azpilicueta. Cavan. Torres. Đường truyền qua rồi, khó khăn đã qua rồi. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Những nguy hiểm đã qua đi. Azpilicueta. Florente. Odianba. Morata. Dứt điểm. Đường truyền hợp lý. Một pha phối hợp ở trung dọc. Asensio. Odianba. Đi bóng rất khó chịu. Đường truyền. Đánh đâu? Không được. Những gì diễn ra đúng với ý đồ, đúng như những gì quan tính, đúng như những gì mong muốn. Có khoảng trống, có đất diễn, có những bước chân di chuyển, nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm? Quá hay. Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Quá hay. Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Morata. Torres. Rất bài bản. Chỉ có một quả đá phạt góc. Pha phạt bóng rất đúng lúc. Petri. Chạm bóng rất nhanh. Tình huống đá phạt ở vị trí khá nguy hiểm. Tôi nghĩ là nên có một chiếc thẻ được rút ra thay vì những lời cảnh cáo như thế này. Qua đi. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Đó là một hiệp thi đấu quyết liệt với cả hai đội và họ thật sự rất tương đồng ở nhiều mặt.
đi bóng rất sung mãnh. Morata, đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý. Florente, Torres. Kinh nghiệm và sự lạnh lùng đã được dồn tất cả vào pha bóng vừa rồi. Sẽ có sự thay đổi người. Giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không. Nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ. Cần phải có những đường truyền mang tính đột biến để phá vỡ thế trận bế tắc như thế này. Lỗi rồi. Phòng thủ rất tốt. Petri, Marco Asensio vẫn tiếp tục đi bóng. Đọc tình huống quá hay, nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả. Nhìn cái cách mà các cầu thủ tấn công di chuyển chạy chỗ đang tạo ra những xáo trộn nhất định cho hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ. Morata, Torres, Marco Asensio. Sẽ có sự thay đổi người. Việc các cầu thủ tự tin thi đấu và chiếm lấy thế trận sẽ dễ dàng đem lại kết quả thuận lợi cho họ. Cavani, Marco Asensio. Pha xử lý tốt. Florente, Petri, Cavani,
Petri. Cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải. Cú chờ bóng. Mọi thứ đã qua đi. Một quả ném biên. Như vậy là cầu thủ này đã được ra nghỉ. Morata, Torres, Petri. Hợp lý. Florente. Tới điểm. Không có bàn thắng và thật là khó tin. Torres. Marco Asensio. Torres. Morata. Morata. Torres. Dứt điểm. Không vào. Nỗ lực của những hậu vệ trong tình huống vừa rồi đã khiến cho không thể có được một tư thế dứt điểm tốt nhất. Tiếp tục đi bóng. Đi bóng rất sung mãnh. Cắt bóng rất hay. Marco Asensio. Morata. Florente. Dứt điểm. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Asensio. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Rất tốt. Đó là một chuyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Torres. Thời gian đá bù giờ là 3 phút. Chuyển hướng quá hay. Marco Asensio. Đường chuyền. Nguy hiểm đã qua đi. Và tiếng còi man cuồng đã vang lên.